Xin chào quý vị và các bạn. Mưa lớn có tính chất bất thường ở miền Trung vừa tạm giảm được một ngày thì từ đêm qua đến sáng nay, mưa lớn lại tiếp tục trút xuống nhiều khu vực. Hôm nay do ảnh hưởng của đới gió đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa, nên từ nay đến hết ngày 6 tháng 4, khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Khánh Hòa và phía đông của Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to và dông. Dự báo lượng mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to sẽ xuất hiện ở nhiều nơi. Trong đó, trọng tâm mưa cần đặc biệt lưu ý là các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Nam, từ Quảng Ngãi cho đến Bình Định, từ Phú Yên đến Khánh Hòa là những nơi có lượng mưa to đến rất to, phổ biến từ 50-180mm, có nơi trên 200mm. Các khu vực khác bao gồm Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành Tây Nguyên cũng có mưa vừa đến mưa to. Đáng lưu ý, không chỉ mưa lớn dồn dập như chút nước mà trong mưa dông có khả năng đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh, có thể mất an toàn cho nhà cửa hoặc công trình không kiên cố. Ngoài ra, do mưa lớn nhiều ngày, nguy cơ cao tiếp tục tái diễn tình trạng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Quý vị hết sức lưu ý đề phòng. Trở lại với thời tiết các thành phố lớn trong trưa chiều nay, thủ đô Hà Nội từ sáng đến chiều nay sẽ có nắng khô, thời tiết đẹp với gió nhẹ, trời tạnh giáo. Dự báo mức nhiệt ngày đêm nay trên thành phố dao động từ 17 đến 24 độ. Với Trung Bộ, thành phố biển Đà Nẵng từ sáng đến chiều nay trời nhiều mây, âm u và gió thổi mạnh. Sau đó từ chiều tối nay mưa sẽ bắt đầu xuất hiện và còn kéo dài trong những ngày tới. Khả năng mưa vừa mưa to, do vậy quý vị nên lưu ý. Mức nhiệt hôm nay trên thành phố chỉ từ 22 đến 25 độ. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh trong trưa chiều nay vẫn còn nắng nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng 31 đến 32 độ. Sau đó về chiều đến tối, mưa trái mùa xuất hiện, cục bộ có điểm mưa lượng lớn và kèm theo dông sét cũng như gió giật mạnh nguy hiểm. Theo lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. We'll be right back.